Rồi. Khoan khoan nhận. Dám vô hô đầu. Giải quyết chớp nhón luôn. Thông cảm giùm nha. Sao nhảy mãi ra trong hầm ở biển. Ôi trời ơi, đúng sao hiền, hiền quá vậy. Đừng có nói gì hết á. Mai lời sớm em. Chọc đi à. Chọc đi. Lý cứ chọc đi. Hồi Lý đừng có giận nha. Lý đừng có giận nha. Đâu vậy? Lý chọc quen hơn là hồi Lý giận nha. Trời, mà thấy ta hay cái này hoài. Chúng ngay ngày rồi. Tới đây hết biết đây rồi. Ý vậy đâu. Trời ơi, vậy sao ý vậy được. Ủa vậy có mang cái điện thoại ra chưa? Nè, tôi sạc đó. Đang tập trung đánh mà anh làm nó hết hồn. Không có hỏi rồi. Trời, hôm nay thấy tao hay không? Dấu pháo đầu là từ quê tới thôi. Mày ăn đi, tao cho để 10 bàn. Quá chơi. Quá chơi lại. Tưởng đâu lại cũng còn biết đỡ chút. Thì để ăn đi. Đủ mày ăn, tao đưa mày đi về. Đủ Bình Hưng Hòa luôn. Thì ăn thì được rồi, nhưng mà đủ ăn nào thua ăn thử mới biết chứ hỏi gì phải không? Không đâu. Được rồi. Lâm Bộ hỏi ăn sao? Đừng đút vô đây mất pháo, tao thảy lên chạy ra nữa, đừng mất cỡ mà. Lầm bộn gì chửi tao không mày. Ôi trời ơi, này nó quấn cho êm ru như mua quà bóng. Hay quá. Dở dò lên em. Đợi cho ăn xuống. Không có hỏi. Dùng đỡ bữa cơm nghèo đạm bạc. Ghê gì đâu, cứ làm cái chát chơi vậy. Nói Việt Nam quấn tao không có trời ơi, đi về. À nhưng mà trước khi đó hả? Đâu? Xin phép đúng không? Ừ, đi đâu? Việt Nam gặp tao không ai dám vô pháo đầu hết, mày dám vô. Chắc mày không biết tao là ai. Xin lỗi. Xin lỗi đi, đúng không? Tao cho mày quên. Nói giờ tôi lỡ dại vô pháo đầu, tôi xin lỗi. Xin lỗi, chịu không nổi. Trời các bạn, thầy đụng nó xâm đụng nó dữ vậy ta. Cũng không xâm. Quá thảy ngựa qua đây đi.
em đưa cái quyền thống này ra chứ hồi em đủ em như cái bình hậu quá, thấy không? Không sợ quyền thống. Em chết em bình hậu quá. Về đấy đó mày, mày này. Về đây. Mày nè, rồi nhậu xuống mày. Trời ơi, bắt hoài quê. Ê, cho mẹ luôn nè, tao đứng đó. Đù mà bắt tao mày. Chọt xuống chạy luôn, an tâm quá. Chết chung mày luôn, tao sợ. Dạ, đi về hả? Thí hả? Trời ơi, mày lại sớm em. Ừ. Khùng, đủ má, cho ngựa tao lên, mày khùng quá. Rồi chạy lên, đủ nó bệnh khùng quá đủ. Không, tao nói thằng này đủ. Bữa nay tao quýnh thiệt tình rồi mày. Không mày đi hai tiên đi, thấy không? Yeah, không tao mới hỏi mày vậy thôi. Thấy đủ chắc tao nghi mày quá. Ôi, trời ơi chạy, ôi đủ mẹ vô tao chiếu cái vô đầu thằng này rồi. Ủa mình đừng la vô đầu nó nghe cái bóp rồi. Đầu. Ơn hả? À, đứng đó đi, tao cho mày ơn. Đang mơ, đang mơ. Ừ. Đi đang mơ. Để tao coi. Chạy nữa. Tu xuống. Đúng luôn rồi. Không. Được. Mày lại sớm em. Chạy nè. Cảm ơn mày nha. Ủa vậy cũng thấy nữa ta. Đâu mà. Ôi thôi kệ mày. Đi lên. Đi lên đi. Hơi canh chạy lại. Lên đi. Hơi canh. Ê mày đâu đây? Vô chơi. Hôm qua vô mày, chơi. Mày lại sớm em. Chơi. Chơi có trả tiền không? Không hả? Hả? À, không biết ai trả chưa trả gì ai biết à, không chứ, biết cái đó chưa rành nha, chưa trả tiền tới nay chưa trả tiền là nóng rồi đó, giờ chắc phải ăn cho chẳng là sao. Chơi hù à, không có hỏi mà để tao coi chỗ nào mình có 2 phút tao 3 phút vậy. Chắc cái này phải kêu lửa ra. Anh Tấn, Tấn lấy em coi hút anh Tấn. Giờ không có Tấn gì chứ, người đó là quăng quăng lung tung à. Không từ mình Củ Chi cũng chạy qua đây á. Này mày nè, đâu ra đâu mà có chuyện đó xảy ra. Chơi ủa, hai bên cùng đứng chơi à. Ừ, đi đừng có mơ, nhốt đạo là lung tung đó đi là bây giờ lại. Giờ lại biết cái hậu quả là sao rồi. Đừng có mong mơ mình xuống xuống. Trời, rồi tròn tượng luôn. Xong luôn. Tròn tượng nước cái xong luôn. Uống có nước chạy chết luôn. Đừng đó đi. Thì đứng đó đi. Thôi cho tròn tròn lại đi, mày khùng, tròn tròn lại không, thôi giúp tròn tượng lại tròn, ăn ăn à, không biết nghe, tưởng đâu gì, trời cái đó hả, tưởng đâu gì, chơi làm gì đâu dữ à, lên hai hóa hạn. Bây giờ nó hết rồi đi rồi, nó đi đâu mẹ đây sách đậu không thì.
em tưởng là nằm đó luôn nghe con. Ừ. Thấy không? Con biết mà con không có sợ. À, con nằm đó cho cái gì có. Con nằm đó cho cái gì có. Con nằm đó cho cái gì có nha. Thấy không? Nó coi thường mấy đúng. Hôm nay nó bệnh điên đủ mà nặng quá rồi nó khùng luôn. Nhốt luôn. Ừ. Hôm nay bệnh tâm thần nó chưa hết. Trời đất ơi, đụng này có ăn pháo nữa. Ăn rồi bệnh xuyên quệ cho tất. Ăn nữa xuyên quệ. Trời ơi. Rồi, này chắc nó là chú Việt ơi, cho con quệ dán chú. Đang kiếm đường quệ. Ờ. Đó. Ờ, thủ ha, dám. Chúng ta dám thủ. Ừ. Tụi nó thấy ta thằng này đủ, tưởng nó đuôi. Cho nó ở đây chơi luôn ha. Có lập mà tự ai ngựa mày hay lắm đứng hết chơi nghe không, cái đường này cũng phải đi vòng vòng chứ. Cái hồn cầu kêu 3 phút mà bây giờ ta còn phút mấy gì lấy hết chân là chết luôn. Đừng má quên cái đồng hồ. Mày chỉ thấy nó đi nhanh quá. Lấy xíu đồ hết rồi. Thấy không? Đừng má mình lo nói chuyện không quên đồng hồ. Đâu có ai ép lấy nói lấy. Lấy chú phân tích không à. Chú quý mình là không có khả năng. Trời này á. Bây giờ quýnh hoài nó cũng có khả năng chú quý nữa. Bây giờ đi nhanh ăn nó mà. Thấy không? Trời nó quá dở mà. Đâu có khả năng chú quý mình. Ủa trời vậy đâu phải dễ ăn. Trời. Chắc chắn là mày không có bà nào chú quý tao nổi rồi đó. Ủa, bây giờ tao tự tin vậy phải không? Bây giờ tao đi nhanh lại mày. Ngủ chốt qua rồi. Dám vô pháo đầu nữa không? Đủ rồi cha, là chơi pháo luôn ha. Đủ. Đâu sợ đâu, cũng vô đầu chứ đâu sợ đâu. Đâu sự khắc mà. Còn này tôi cũng đang giờ. Giờ tao tính nằm yên. Thấy không, đi lại ăn mày à. Khả năng mà chú quý là hoàn toàn không có. Thấy không? Đập. Bánh làm gì bánh? Không có khả năng chú quý tôi. Từ nay có công chuyện rồi. Ghét công chuyện. Cảm ơn. Một câu thôi mà đi đâu đi chứ. Đi buôn bán cho anh nó có công chuyện. Phải có ăn không mà muốn đi đâu đi chứ. Chưa được chạy rủi của tôi mà đi đâu mà. Để đây, bỏ nó đi. Khoan này được, khoan cái đó cho đóng búa khoan. Khoan thường. Nó chỉ có khả năng của anh vợ à. Khả năng của anh vợ. Chú quý là hoàn toàn không có. Còn mày là không có khả năng chú quý tao được. Thấy không? Còn mày là không có khả năng chú quý tao. Má từ việc này rồi mày rất bóng luôn. Chú mày đã bảo cho này phí xe đó còn cái gì.
Nước nó chạy qua đây tới. Nước chạy. Nước chạy bị hùng. Bị hùng quay à. Nó mạnh máu ra nó quýnh phủ nữa. Bị hùng quay à. Nị chơi phố đầu bị hùng quay à. Nị hả? Đéo con nào lên nổi hết nị. Ui cái cặn gì mà lên liền. Không có ui. Ui là đau. Ui là đau. Ờ cũng đau quá ui. Đau quá ui chứ sao. Ui chứ sao. Thằng nào lên, thằng nào lú đầu lên, đủ cái giạt mỏ đó à. Lên. Úi trời ơi. Có điện thoại của anh Việt không anh Việt? Hả? Có điện thoại à, 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 khoan, 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 ngưng điện thoại. Ngưng điện thoại. Ừ, ngưng lại nha. Alo. Đúng rồi, đúng rồi, đang chơi ở Bình Dương á. Mai lấy còn dài nhiều với tao không có gian vào mà đâu rồi khùng được có hỏi khùng đâu rồi được có hỏi trời ơi đúng mà sao công phu quá trời công phu lắm chứ sao thấy nói công phu không nó không gành đâu rồi tao công phu gì không gành đâu chuẩn bị nhảy qua qua đây đúng mày chuẩn bị cái gì đâu ăn đi muốn ăn này gì kể mày. Quýnh cho mày te tu luôn. Ở thọt chiếu đi rồi chạy con. Ờ vậy thôi cảm ơn mày bỏ xe tan xe. Chiếu chạy. Chiếu chứ. Không phải quên nhắc nữa là chiếu chạy nữa. Đừng có nhắc. Bỏ xe tan xe. Ai không cho muốn cao mày. Bỏ xe tan. Lúc này giờ phải dụng nó mới được. Dễ dụng lắm. Này cho cục kẹo là tao bắt nó. Hình này cũng ngon đó. Sao quýnh sơ vô đó. Cái hình đẹp. Không phải sơ mà tại vì tôi hay hơn nó nhiều. Con gà vô thế là nó phải chết xe rồi, xe không có đường chạy. Đúng không? Xe không có đường chạy đúng không? Thấy con pháo đó rồi thì xanh là lép con rồi. Đúng rồi. Thế này là xanh từ quê tới thua. Quê tôi chấn lên rồi, không có lú bỏ lên chỗ nào. Ờ đó, về đây là con xe tôi xuống á. Anh chú em bé nè. Người chạy lòng, dẹp pháo đông lạnh, vinh quay chốt bên đây là... Rồi bày đặt một quýnh với tao mà vô hấu đầu thì ra đúng là. Cũng như chấp anh nước mà đâu. Giờ không có anh em gì hết trơn chấp với anh tiên thôi cái gì đó giờ không chuyện phố đầu quá chạy chuyện bình thường mày đi đâu vậy mày khổ quá vậy núp pháo vô ra xe không núp không không tao chỉ cho đi luôn á đi gì mà khổ quá vậy à đục mày bắt xe tao được được bắt thì được rồi đó nhưng mà để tao coi. Bắt thì được rồi. Bắt đi. Cái đó Lị còn biết điều được nhiều may mắn nha Lị. Đục mà bắt hoài hoài sao ta? Này có cái vụ bắt hoài hoài nữa. Đúng không? Khoan, vậy tao cho mày vô bắt xe ha. Được. Đủ. Được. Nè, tao chịu chơi lắm, vô bắt xe đi. Chơi gì chuyện? Vô bắt xe. Bắt, bắt. Ơ trời ơi, đủ má. Đút con pháo vô bắt xe là đủ má răng mày không còn cái răng cháu nghe con. À? Ừ. Đồ hay đó. Ôi, về đây lên câu cổ mày nữa. 20, 21. Mày chứ biết tao, tao chung 10 bạn. Ai luôn xe ra. Luôn xe ra, đéo dám. Khe, khe, khe. Lên luôn anh. Ê, chỉ cần chấn cho ba thằng đứng hết anh coi nè. Chấn xuống cái cho ba thằng nó chấp cái xe phóng ngựa. Đâu mà chui vô, chui vô, chui vô đây cho cha con mày nằm nó hút xì ke luôn. Ô, chạy về. Ê, đéo cho luôn. Đéo cho. Hả? Để tôi coi, phải không? Mất tiền lắm à. Đủ mà chấn cái là ba thằng nó nằm đủ ngủ khò. Ê, ở đây. Nó ủi mình ăn, đủ quá. Xe mình đâu cần nằm đây. Nó ủi rồi mình ăn, vậy thôi. À, vô bắt xe mày. Đụng mày, cái đầu mày cứng quá. Nói nhỏ nhẹ nãy giờ mày không nghe. Nói nhỏ nhẹ không nghe nè. Không. Cái bệnh cứ... Rồi anh đưa thuốc uống chưa? Uống anh đi nhiều nước cào dở quá. À, anh xuống cái cha con đứng luôn nè. Thấy không?
thấy đây cái ăn vô, thấy lên cái chạy ra, tôi tập riết cái ăn lụng lên, tôi khỏe rồi, tôi khỏe. Tôi khỏe rồi đó. Ê, ăn vô thí xe không? Khỏe rồi. À, ăn vô thí xe. Ôi vậy thôi nằm đó đi con. Trời khùng. Ê. Ê, cái bệnh mà tâm thần mày bớt chưa? Thằng Thánh nó đưa thuốc uống chưa mày? Ê, tao xiết cổ ngựa mày giờ. Mày quýnh yếu quá Vân ơi. Thôi để Nghĩa vô đi. Cờ mày sao đúng á. Tao nói cái rừng phú giáo là beo nè. À, nay heo rừng tôi ăn hết rồi còn sót có một con bữa nay tôi làm thịt luôn. Lọc nghe ngón tay rồi đó. Coi như ở phú giáo là hết thu rồi. Tôi lên tôi tỉa hết. Còn sót có một cọp nó chạy, bị bắn què vỏ chạy cà nhát rồi bữa nay tôi làm luôn. Hôm nay tao không muốn ăn nè, thọt đại xuống cái tự nhiên đưa chút đầu cho ăn. Thế đó, làm bộ, để nhẹ xuống cái là anh ăn giùm em chút đầu. Không, vừa khóc vừa kêu anh ăn giùm em chút đầu liền. Nè, thọt xuống cái ngựa là không lẽ mày ăn đây tao không hiểu. Chạy, ê, tao nói mày không nghe hả? Sao mày cãi cái lời tao mày? Đưa chút đầu lên. Đồ giận là tao không ăn ngựa mày. Mày đưa chậm là tao không ăn á, đồ tánh tao giận đó. Đấy, người con mày thấy tao mày lép quá rồi, quýnh cái gì? Mày chui đây mày làm gì? Không ăn sao mà đi hai cái đi vô bắt đầu đi cái quýnh lại. Không phải lép mà tại vì nó gặp người quá hay. Đó. Nó khoan, đừng có khoan đóng búa mà. Ừ. Nó khoan sắt mà nó khoan bê tông. Nội ăn quá, ăn lợi, ăn gì ôi. Rồi về đây đè cái xe là tao đứng hoài, tao không dám đi luôn. Ôi trời ơi. Ôi anh ơi. Ôi trời ơi, đâm tới luộc con voi anh nấu cháo gà. Voi ai mà ê, tao chiêu một cái căng. Chiêu. Ôi trời ơi, quýnh thằng này đau quá nó là không biết. Mày còn trên mày cái đầu mày lắc lắc tao nữa hả mày? Đứng lại. Ôi. Trời, khổ quá vậy mày. Khổ quá vậy ba con tao quýnh đâu có thua đâu con gì. Ôi khổ quá vậy thôi đi đó. Đi. Thôi ăn cái tao chiếu cái tao kéo pháo về tao thủ cho nó trọng cạo. Tao xách pháo ra tao thủ tao kéo tao về tao thủ. Yêu. 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 Ôi. Luôn mà chiếu quý tao tao chung 10 bàn. Ê, gan sĩ lên đi, nó gì hiểu. Nó gan sĩ lên, ăn chạy vô mày. Giờ mình phải ăn qua đây nè. Nước cờ của Dương Lê Quang, nó gan sĩ lên đây, mình phải ăn qua. Ăn qua hồi chiếu hả? Ừ. Ăn qua đâu chiếu, bắt pháo thôi. Gan sĩ ăn một phần. Ê nè, con sập sĩ về, cái mình đưa lên sân thượng, nó là mát quá. Mát. Sập sĩ về, muốn vô không? Tao đưa lên sân thượng cho vô. Thôi lùng ơi, bà sao mà nếu vô pháo đầu mày đi hai tiên đi, vô pháo đầu lên ngựa luôn đi cho nó hậu không? Không, chứ Việt Nam không ai vô pháo đầu, trời ơi trời. Ôi. Ha, tao núp đây đi, nhiều khi mà mày vô pháo đầu. Ê, tao núp, núp Nghĩa ơi, núp lực. Ê, không cho buông cờ nha. Trời ơi, đù mà. Trời ơi, để tao coi coi ơi. Ha, mình làm bộ mình sợ, thấy xe nó mình sợ quá, đi tới. Ê, tao chiếu, coi chừng quý tùm lum mà ra. Tao chiếu đây mà mày lót vô cái lưỡng chiếu luôn nghe con. Bỏ chú biết á. Ừ. Ê không có cho buông cờ mày. Buông cờ đúng không? Tao chưa có quýnh bí mà buông cờ cái gì. Ăn xe nha. Trời ơi đụng mình nó lót xe qua Nghĩa ơi. Lót xe qua. Chiếu. Lót xe qua. Ê Pháo ơi đưa ra. Trời ơi đụng mình. Không biết. Không. Tao ác lắm mày. Đặng nè. Đặng mà. Mà. Mã Thanh Điền nó mới ở ngoài. Không, ăn rùa con chứ ăn rụng kim mà. Nè tôi cho có cây gậy nằm đó tới 11 luôn. Nghe trời đó đồng quân mà gãi chỉ tờ. Vô. Hút thuốc gì tao kêu cho điếu. Dám vô pháo đầu. Tao cho cục kẹo. Quýnh như tao Việt Nam ai dám vô pháo đầu. Mày biết Trung Ca Đan kêu tao cái gì không? Vua phản công hoàng. Không. Dám đồ không dám xách đầu qua nữa đồ mà thấy tôi rung cầm cập luôn giờ nó không có chơi vụ được không vô đường hết
nhảy mở biên yếu quá. Trời, người ta cũng cờ yếu yếu thôi, cũng cờ mạnh mạnh chi. Mày nói vậy tao thông cảm. Nếu đi xuống kia người ta hoài thôi giờ quýnh hoài không cũng ăn miệng dán. Ăn dán là lỗ á. Ờ, cãi 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 ba dán á. Không thua dân bốn dán. Ăn thua gì trước đó tao ăn tới 7-1, 8-1 đâu. Anh không tin cái 8-1 của tôi đâu. Ừ. Nếu anh tính đó là hẹn trước ta, anh không tính giùm tôi cái 8-1. Trời ơi, hay quá vậy ta. Rồi chiếu anh xe mày không chiếu mày. Quýnh giải rồi không kỹ kỹ chút vô địch rồi. Quýnh tao mày đặt chiếu anh xe. Thôi chạy về. Đâu mày đặt chiếu anh xe. Chiếu đi tôi cho anh xe. Mày nhốt tao không sao, tao nhốt mày ra tới luôn. Nằm một đống luôn, đủ má trăng người chịu tội luôn. À, tính mở đường máu cú ghệ hả? Nè, thấy không? Nó mà mở đây là đủ má trống, trống liền à, trống chút đầu liền à, thấy không? Chơi cờ tài hay mạnh hơn. Ồ, dám chơi chi đó luôn ta. Làm gì đâu. Rồi nó nhảy xuống đây nằm đây luôn. Đó. Nhảy xuống cái kịch ngủ khò luôn luôn. Rồi, đi. Ê, mày nhảy không? Đủ tao thọt cái ba vô nó chịu bụng mày ra đó. Mày đứng đó đi. Tập tới một cái nữa là tới mày nữa giờ á. Nhiều khi nó mắc cỡ cái lui về, mình hù quá lui về. À, tao làm bổ nó cho trống đường tao đi chứ đúng. Ê, trời đất ơi. Chà, để tao sẵn tượng về đâu tao đưa mày đi Bình Hưng Hòa chứ. Ê, mày đứng đó đi nha, coi chừng Bình Hưng Hòa. Ê, nó chạy đi được thôi. Mình thả. Đây cũng gần cột á, có sợ không biết á. Chết rồi mày. Tháng trước được không lại? Được. Xuống đó mày nằm chiên đóng về đủ mã chờ là phát lương mày hay làm gì vậy? Thì chờ phát lương nè, không có cho con pháo lên đây. Mã mà lên là nghe cái chét. À, hiểu không? Vậy là điên pháo được. Biết. Lên mã là nghe cái chét, mà pháo lên cái cũng nghe chét. Ờ. Chẳng hà lại lên đó đi thấy còn có sự hiểu biết. Hà gì? anh luôn à. Anh không cho cơ hội. À, bạn này có một chơi được á, được không? Được. Được có đây nè, không có tôi kéo về tao thủ, thủ nữa. Thủ cho chắc cỡ. À, đi về đi thủ. À, thủ thủ, tính tao ưa thủ lắm. Bữa cơm nghèo đạm bạc. Anh Nghĩa đừng cười Nghĩa, tao bắt quân mà đủ má, chớp nhón luôn mà. Tao thấy ngựa xuống chỉ có Nghĩa hiểu thôi à, đúng không? Đủ má, thấy táp qua liền anh thấy không? 3-1. Ngon quá, trời đó. Ăn giờ không à? Đó. Bây giờ mày chưa quý tao, tao chung 10 bàn. Cờ đó thối pháo về là ngon rồi. Mà nước đó sao thấy? Thối về đây hả? Thối về. Tôi bắt đây cũng chạy thấy mẹ rồi, tôi ăn chốt qua sao? Nè, anh thối về ha. Cho mà. Chạy ngựa nè. Tao cho mà. Chạy ngựa nè. Đấy tao tính chưa mà tao được ai đây. Anh thối về tôi bắt con ngựa. Không? Tôi bắt con ngựa. Tôi thuyết minh cho anh Tâm nghe nè. Tôi bắt con ngựa, ngựa chạy cái tôi quấn cây cốc qua nè. Trời tao được tao đi ngồi 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 giảng giải hả? Gì? Quạo rồi hả? Quạo cái gì? Đụng nó lỡ cầm mà không ăn nó giận à. Thôi ăn mà. Tao được ai đi mà ngồi ngồi giảng giải ở đây. Giảng là nằm ở dưới đáy luôn. Mình sợ quá anh chạy nghe. Giảng cái búa nữa. Anh đừng có đạp dò nó nghe, nhiều khi nó không thấy nha. Đúng không? Một chút xíu nè. Anh thấy không? Anh chơi đạp dò nó đâu có thấy nước này nghe. Chứ anh Tâm anh làm báo động cho tôi đốt thằng nữa rồi. Tao đè xuống tao hiếp dâm mà Nghĩa tao không đủ gì. Cứ là quân là quýnh là Nghĩa. Chạy đây. Chiếu. Chiếu không nói này.
chạy đó. Chạy đó. Chạy đó là chạy sao? Người ta chạy rồi đó. Không ăn nữa. Ừ. Chạy đó là chạy sao? Hả? Chạy rồi mà chứ không. Nãy giờ sức tướng là đúng không ạ? Sức tướng. Sức tướng là mình đi pháo thua. Chưa nhiều đâu ghê vậy, tao tao quánh nào không để ý cái anh tướng tụ ra là quánh đi chiếu đâu có nói. Đừng có nói, chơi đừng có chỉ, nó gần chết rồi. Cưa đi em. Vậy tay sao anh rung quá hả? Tay rung quá, rút cờ, tay rung quá. Anh rung quá, anh lệnh con hả? Để em coi, bây giờ anh chơi kỹ. Đồ, mày bắt cục áo mình nữa, nó chơi gì đó. Kỹ mày. Đó, đừng có chửi đi. Anh vô nè. Chốt vậy nó hay đó. Hay không? Mày khoan thường á, khoan đừng có khoan đóng búa khoan. Đúng không? Khoan thường á, đừng có khoan đóng búa. Xuống chốt là quốc mẹ ở vậy đâu dám xuống chốt. Đố. Bắt người ta kêu ta xuống chốt. Đố. Chắc này chắc chưa uống thuốc hay sao mà. Đố đi anh. Chưa lấy chưa uống thuốc hay sao. Xuống chốt chữ ngựa. Mày khùng quá. Xuống chốt chữ ngựa. Con tiếng anh cho rồi. Nhiều lắm. Đụng mà ăn xuống đây là cuộc đời con đụng mà nó héo như tàu lá chuối luôn nghe con. Thấy không? Con này cũng chết hả? Chạy không vòng đây hả? Ờ à, vậy khỏe. Thôi mình đi đây mình thủ cho nó chắc đi. Trời ơi. Ôi rồi ôi Nghĩa ơi, xong rồi Nghĩa ơi, em ơi là em. Em chạy đâu? Chạy quốc em. Ờ em ráng đụng cái con sót này em ơi. Đời em nó khổ. Còn hai máu không? Tâm anh không có đeo kiến vô, còn hai máu không mà bởi vậy anh Tâm. Pháo ngựa chứ quên, pháo ngựa cũng quên. Quên, quên chứ quên. Quên chứ quên. Quên chứ quên. Ờ ăn ăn luôn đi mày. Tao kiếm chốt kìa tao. Đường ta ta cứ xuống, ta vô ta xuống rồi từ từ tôi cứ xem phóng chuột rồi em xong quê hả? Quê với quê hả? Phóng mà chốt mà quê nghĩa thôi. Tao làm thôi, tay quay hết nha Nghĩa ơi. Tay quay. Ờ, này điện tao có gì không? Tay quay hết rồi. Ừ. Rồi. Rồi rồi. Có đâu em, lấy niềm hy vọng của anh là đủ ăn kì á. Rồi rồi rồi. Đâu. Nó bay tưởng lên là nó đủ mà chuẩn bị đủ mà trộm gà trộm vịt á. Mày nước này Nghĩa đâu có thấy. Không. Ờ. Nó ta kéo ra khỏi về luôn, cho cha con mày nằm đó luôn khỏi về. Cờ mày đi ăn trộm. Đi. Sắm tượng về mày. Hút chưa? Uống rồi uống. Hút chưa? Hi gì vậy? Hi. Đéo cho mày về luôn. Hi. Tao có mày, tao ác lắm mà. Từ từ đây. Thôi kệ nó, cứ đếm thôi. Cứ cạch
chặt tuổi hoài vậy. Đừng cười nghĩa. Tán quản hội đủ chủ đủ nhất. Trời đất ơi, quấn này đau quá, nó hết biết mày nghĩa không? Đục nó vô pháo đậu chịu rút à. Thấy không? Nó lách chốt quá rút nè. Thôi mình kéo về thủ nghĩa ơi. Kéo về thủ cho nó tính rồi. Thủ à, tôi chơi cờ thủ. Yeah. Thì quá rồi ta. Alo, Trí hay Trí? Hả? Tâm nè. Mày đang đâu ạ? À? Chiếu hoài quê, hên quá nó không chiếu hoài, chiếu hoài quê rồi. Bây giờ mày đi Long An hả? Chiếu hoài quê rồi. Mày về mày lấy xe, mày chạy ra cái nghĩa, mày lấy xe tao chạy qua anh Sơn chú đưa cái đồ cho má cái đỡ thảo gì tao cái được không? Mày đang đâu ạ? À? Mày chạy ra chú nghĩa được không? Hả? Mày nói gì tao? Ngay xích chụp cảnh lên cái khách sạn Ngô Châu đường đi 10 á. Đúng rồi. Ngay chỗ Mai cũ á. Xe tao đang đậu đây nè. Mày chạy ra cái mày xuống mày chở Thảo về giùm cái nha. Ủ kéo gì? Ở bệnh viện BKM á. Làm rồi. Nó thấy rồi, quấn mình nó thấy trơn rồi. Chết mẹ bị sĩ ăn lên nghĩa luôn mà chết tao rồi vậy quầy nghĩa ơi quầy bị sĩ ăn lên đồ, bữa nay tôi quýnh toàn này. Biết tại sao quả tính cận mà tôi quýnh võ không biết sĩ ăn lên nè đù mà thua cặp chốt này không nghĩa coi chừng rồi nha không pháo ngựa mình hai sĩ dám thua cặp chốt nữa mà thằng lùng này mà mày đặt chiếu bí tôi hả quýnh tôm nước tới 20 bàn mà mày chiếu bí tao bàn tao buông hết chịu thua hết luôn. Đó. Không ăn mày bằng nào luôn. Ủa ai thua bàn đầu tiên vậy ta? Ăn vợ chú Bí kìa. Bắt được ông tướng tao á. Thôi bây giờ nè tao cấn tướng vô túi đi. Mày không có chú Bí đâu mà để tướng làm gì. Đó. Vậy là mình chơi kêu mình thắng rồi. Vô pháo đầu. Kêu cho mày điếu ba số. Vô pháo đầu. Đeo dành vô luôn. Mày chỉ ăn vợ thôi. À, đúng rồi. Đúng cuộc này. Cuộc này. Dạ mày sao nóng giận dữ vậy đi mạnh dữ vậy tao có bắt mày vậy tao nằm dưới á đó mày đứng đó đi ha chúc mày thượng lộ bình an nha đây mà coi chừng tao lợn giỏi ăn nha tao đi buôn tao có được là tao gã ê sao mày đứng cái chỗ bom mìn còn sót lại hoài mày rồi. Trời ơi. Lên trên. Cái mình chúi xuống đây cho nó phóng ngựa lên. Thấy không? Xong lên xe đây rồi tôi chúi xuống cái phóng ngựa là tao gà đây nó là rớt thằng. Thôi mình chấm dứt từ đây đi chứ giờ quýnh hoài mày cũng thua à, quýnh không lại rồi quýnh chi nữa. Thôi giờ mày ký chịu thua đi. Tao không có bắt mày đâu mày làm kỳ á. Đúng á. Khi nào người ta bắt mày mày làm gì tao có bắt mày đâu. Ừ. Tao có bắt mày mà tao ăn chay. Ăn chay trường hả? Ừ. Tao có bắt mày đâu mày cứ đi thoải mái đi mày không có tao ngồi không. Ừ. Thôi đều mày nằm để chơi đi đó. Vậy tao có nói gì. Đồ má dễ quầy xong nghĩa. Bắt cái mày chạy ra cái bắt chạy vô. Ra quầy. À bắn tao đang làm. Đồ mới về thôi vô cái thấy tao hoài rồi nghe. Bắn. Chịu mày làm đi phát. Không. Nó bắt mình chạy ra cái chơi nó lọn pháo bắt cái chạy vô là hoài. Thôi hoài. Vô thấy tao hoài. Chạy ra chạy vô hoài. Bắn.
Mày quá hại. Không có nào đi á. Mày bắt tao đi ra, bắt tao đi vô. Mày làm. Có ăn tao được con gì đâu. Đụng má quê nghĩa ơi. Bắt tao ra, bắt tao vô, bắt hoài. Là bắt hoài quê. Đụng nó thôi về quê. Bị bắt hoài. Cảm ơn mày. Tao muốn vô nãy giờ nữa mày còn không? Tao đã muốn vô rồi mày đúng còn giúp. Cảm ơn mày. Tao quậy không? Chứ giờ mày vô mày bắt xe tao quậy là quậy rồi á. Bắt tao chạy ra, bắt tao chạy vô quậy chứ tao không dám bỏ xe rồi. Chọc nó riết là đụng. Mày đang thu qua một nha, đừng chạy ra chạy vô bắt hoài không thôi. Ráng gỡ đi nha. Ừ. Hỏi cái gì là gì? Ai biết cái gì? Ai biết gì là gì? Coi như là chú gì cần chấp á, chấp đi hai ba nước luôn á. Vô thì vô ra chấp một nước, hai nước, phải chấp ba nước luôn á. Em chấp. Vô vị trí đẹp. Bắt vô. Vô quá đi quan ngựa chú che báo là sẵn ngay đó. Cái càng quá là nó nhảy thôi. Dạ, yeah, thấy không? Alo, chuẩn bị đi. À, phải ở đây, 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 đây lấy sữa nữa, cái nhà sơn lấy sữa nữa. À, vậy thôi, ăn đây nằm để chơi. Rồi, cái nhà thảo lấy sữa nữa, nhà sữa không cho má. Trời đất ơi, vậy ơi. Nó gần đụng nó. Ờ, nó xăng mà gần quá. Chà. Chà. Nghĩa ơi, tới nữa không Nghĩa? Thấy gần rồi Nghĩa ơi. Bò. Ôi. Lộn Nghĩa ơi, liệu chuẩn bị lộn quân nha Nghĩa. Chạy. Đủ mới báo động chạy luôn. Nghĩa ơi, tới rồi. Lên đi anh. 41. Trời ơi, sao mà nó khổ quá vậy nó. Bon. Đâu. Ê, giật ngựa về đây ăn con gì nghe. Con pháo hàng ngựa chứ. Đó bây giờ mình giật ngựa về mình ăn con nào. Đó phải hỏi ý kiến Nghĩa. Thấy không? Nó bỏ nào mình ăn nãy nha. Đó, bây giờ mình xem bỏ pháo ăn pháo và bỏ ngựa ăn ngựa. Bỏ xe ăn xe. Ừ. Ừ, nó kéo về nó thủ. Đâu, hay quá. Ê, nó thủ nữa. Ôi, nó kéo về cái mình xuống đây nó là không có điên gì á. Thấy không? Kéo về. Trời đất ơi. Này đó, tôi tướng nó không rành Nghĩa ơi. Lộn quá. À, nó thọt xuống cho mình ăn nữa, này nó tốt. Tôi biết nó, này nó tốt. Thấy không? Ê Nghĩa ơi, cho toán trừ luôn. Thôi khỏi trừ đi. Yêu. Yêu, 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 yêu. Yêu, 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 yêu. Ê. Trời ơi. Ê Nghĩa, không biết lên đâu đây, chắc lên thiên đường quá. À, nó quẹo chốt vô, cái mình hỏi ngựa, cái ngựa là thôi ăn tao luôn đi, chứ tao đi đâu giờ. Nghĩa ơi. Đúng Nghĩa. Nghĩa ơi. Tống trừ hồi đó giờ cô giáo kêu rồi. Bon. Quẹ Nghĩa. Rồi để chắc quẹ. Quẹ. Quẹ chịu không? Quẹ xuyên. Ê, bây giờ ở đây mày nói mày quen ba người mà mày kể tên đi hả con Khoánh với Dương Lệ Quang là tao giết liền á. Mày kể tên ba người tao cho quề đó. Quen ai? Quen anh Tý là một được, hai người nữa Khoánh với Dương Lệ Quang là đủ mà tử hình mày luôn á. Không. Ừ. Ê, nhảy lẹ lẹ quá mày nè, nhảy lẹ lẹ qua đây chỉ quý tao nè. Đúng thiệt quá. Ủa, nó ăn này quề Nghĩa ơi, vô thế cơ quề. Ôi, Nghĩa ơi,
bôn. Quê 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 nghe ơi, đông quá nghe. Ê, đâu mà. Ê, tao tha mày, mày dở quá, tao tha mày luôn. Mày khổ quá rồi, hoàn cảnh mày khổ quá rồi, tao tha luôn. Đâu mà lạ đời. Ôi, bận này tao không chịu. Đâu mà hồi nãy thì tao ok, giờ tao không chịu. Tao không chịu nghe ơi, giờ tao không chịu. Không buông cờ để mà mày để tao hành hạ quá, coi đụng uống ra gì hết. Giờ mày đi về đi, tao cũng không ăn nữa. 4 ngọn.